hàng mà mình đã trích xuất thử ra và chỗ này thì chắc khoảng được vài ba chỉ gì đó, mình cũng chưa mang đi cân, không biết là nó thế nào. Hi, xin chào các anh em quay trở lại với kênh Sáng Chế 2. Hôm nay tiếp tục một video mới của mình, đó là mình sẽ hướng dẫn các anh em cái cách mà để chúng ta có thể trích xuất vàng từ các cái bo mạch điện tử như là các con chip của máy tính, những cái đồ mà có mạ vàng rất là nhiều ở trong đó. Và bây giờ thì đây là cái số lượng vàng mà mình đã trích xuất thử ra. Đây, anh em có thể xem qua. Đây là cái vàng mà mình đã trích xuất thử ra và chỗ này thì chắc khoảng được vài ba chỉ gì đó. Mình cũng chưa mang đi cân, không biết là nó thế nào. Đây, các anh em có thể nhìn thấy đây là cái số vàng mà mình đã trích xuất ra, và cái vàng này thì chắc là nó khoảng 90% nguyên chất thôi, chứ nó không phải là vàng 4.9 đâu, nó chưa được 4.9 đâu. Ok, vậy thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với anh em những cái đồ mà chúng ta có thể trích xuất được vàng ra. Ở đây thì các anh em xem qua, mình sẽ cho các anh em xem qua về những cái toàn bộ những cái thứ mà chúng ta có thể lấy được vàng ra. Đấy, các anh em có thể nhìn thấy như ở đây thì là những cái chân của cái các cái rắc cắm ở trong các cái thiết bị như là máy tính và một số những cái thiết bị điện tử mà nó có cái hàm lượng mạ vàng rất là cao. Các em có thể nhìn qua thì các em thấy là cái màu vàng nó cũng khá là đấy, nó khá là đậm đặc vàng ấy. Các em nhìn thấy là cái ánh vàng của nó rất là nhiều và cái độ mạ vàng rất là dày, nhìn ta có thể quan sát bằng mắt thường. Đây, và một số những cái thứ khác, đây cũng là những cái chân của các cái rắc cắm của trong các cái thiết bị vi tính ngày xưa đấy, những cái thiết bị như là những cái ổ A này, rồi ổ cứng, những cái rắc cắm của những cái ổ đĩa A này. Đấy, ví dụ ở đây anh em có thể nhìn thấy là có rất nhiều những thứ có thể lấy được vàng từ đó ra. Đây, rất nhiều những chân của các cái linh kiện điện tử mà các anh em thấy là nó có thể là mạ một lớp vàng khá là dày đây. Đấy, trong này thì có cả những cái chân mạ vàng là màu vàng và có những cái chân màu trắng là nó mạ bạc. Đấy, vậy thì đây nữa. Đấy, các anh em nhìn thấy là rất là nhiều. Và đây là chân của những cái cạc màn hình. Những cạc màn hình đời ngày xưa đấy, nó mạ vàng rất là dày. Và những cái cạc mạ rồi chân giam. Đây, anh em có thể nhìn thấy những cái chân giam nó mạ vàng dày, nhìn nó dày khắc lên luôn đấy. Đây, cái cạc màn hình đây, anh em có thể nhìn kỹ hơn. Đấy, vì những cái chân này nó phải mạ vàng để nó chống oxy hóa qua cái thời gian ta sử dụng dài đấy, nhưng nó vẫn cứ vàng, nó vẫn không bị oxy hóa đến. Và ở đây thì có những cái mạch của những cái con chipset, mạch của những con chipset mình đã cậy cái lớp ở ngoài ra, và bạn thấy phía trong thì nó đang còn những cái lớp mạ vàng đấy. Nó in những cái mạch này, nó in được bằng cái vàng luôn đấy, nó in vàng như cái hàm lượng vàng khá là cao và nó sử dụng trong các cái bo mạch điện tử đấy. Đây, các anh em thì nhìn thấy đây, đấy, đây những cái con này thì các anh em thấy là như mình đã thử nghiệm và mình đã cậy ra và đấy, vàng nó khá là dày luôn đấy. Nó ở dưới nó chỉ có một lớp rất là mỏng là cái lớp in mạch cái chất đồng thôi, còn lại nó phủ lớp vàng lên để nó chống oxy hóa. Đây, những cái con chipset đây các anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, những cái bên máy tính ngày xưa đấy, người ta bọn Trung Quốc nó thu mua về để nó trích xuất vàng, mà trong những cái này nó khi nó đưa vào nhiệt độ cao nó chảy ra thì nó cũng có cái hàm lượng những cái sợi vàng này. Sợi vàng khi mà nó chế tạo những cái con chip điện tử thì nó có những cái máy in mà nó phải dùng đến cái sợi vàng này nó in. Để vì cái điện trở của vàng là nó hầu như không có, nó rất là thấp, nên là nó được sử dụng cho các bo mạch điện tử và các cái linh kiện mà nó thu siêu nhỏ đấy. Thì các anh em thấy là nó sẽ phải có các cái sợi vàng mà khi nó nung nóng chảy thì cái này nó đốt ra và nó sẽ lọc lại để lấy cái chất vàng và nó sẽ cô đặc lại thì để thành vàng. Đấy, các anh em thấy ở đây tất cả những cái con chip ở đây thì khá là nhiều.
Đấy, các anh em nhìn thấy là những cái con chip này, rồi những cái sợi cáp mà có những cái đầu nó bằng vàng ấy. Đấy, những sợi cáp mà có những cái tiếp điểm bằng vàng thì nó cũng phải mạ, có nghĩa là những cái tiếp điểm nó phải mạ bằng cái lớp vàng để cho nó chống oxy hóa. Thì những cái con chip chip chân ngày xưa này, những cái con chip này là đang là chip Pen 4, cũng chưa phải đời cổ lắm đâu. Đây, những cái con chip như này thì anh em thấy là cái lượng vàng trên cái chân nó mạ khá là dày luôn đấy. Như mình đã từng trích xuất thử thì mình thấy là những con chip như này là khá nhiều vàng. Đây, thậm chí là những cái con chip đời cổ hơn nữa thì người ta có thể thu mua đến vài 300.000 một con để người ta về trích xuất vàng. Đấy, còn đây là chip sét, trong đó thì là vàng rất nhiều. Và khi mà nó chưa cho nhiệt độ nóng chảy ra và nó lọc lại thì hầu như là cái hàm lượng vàng rất là cao. Nên là tại sao mà bọn Trung Quốc lại đi thu mua về để chúng nó trích xuất vàng. Đây là tất cả những con chip, những cái chip đời mà không chân này thì cái hàm lượng vàng mạ trên đây thì nó không được nhiều. Nó có hàm lượng mạ vàng trên đây nhé các anh em nhé, để cho nó chống oxy hóa. Tuy nhiên là nó không được nhiều như là những cái con chip đời ngày trước. Những cái con chip đời càng ngày xưa càng cổ đấy thì cái hàm lượng vàng nó càng cao. Đây các anh em thấy là rất nhiều những con chip mà vàng chân nó vàng chóe luôn đấy. Đấy, mình có thể giơ lên cho anh em nhìn thấy kỹ hơn. Đấy, rất nhiều những cái con chip nào mà có chân thì nó cái hàm lượng vàng nó phải mạ đều khắp các cái chân, và thậm chí có những con nó phải mạ dày lên, nên là cái hàm lượng vàng nó rất là cao. Rồi còn những cái cạc mạng rồi cạc màn hình vân vân trong các cái bo mạch điện tử thì hầu như các cái chân tiếp xúc với nhau nó cũng phải mạ bằng vàng. Ok, đấy các anh em có thể nhìn qua đây là những cái thứ mà có thể là trích xuất được để lấy vàng. Như đây thì cái một số những cái chân của các cái linh kiện điện tử thì mình đã rút ra và nó các anh em có thể nhìn thấy là cái lượng vàng nó khá là nhiều. Đây như trên cái này thì anh em có thể nhìn thấy như trên cái chân của một cái thiết bị cái chân của cái mền chip mền máy tính ngày xưa đấy, các anh em thấy là nhìn nó mạ cái lượng vàng rất là dày luôn, và đấy tháo ra thì nó vàng chóe luôn ở trong ấy. Như thế này, những cái này là trích xuất được vàng rất là nhiều luôn ấy. Đấy, những cái thứ như đấy thì mỗi thứ tích cóp dần lại thì nó sẽ là nhiều thôi. Ví dụ như cái này thì anh em muốn chúng ta đây giúp mình rút cái chân này ra thì đã có vàng ở đây. Đấy, nó mạ trên những cái chân này này, các em thấy không? Đây là cái chân của đĩa A đấy. Đấy thì cái lớp vàng nó mạ trên những cái này thì sau khi mà chúng ta bỏ vào trích xuất thì nó sẽ ra vàng. Và như ở đây là cái mà sau khi mình đã cho vào axit thì nó đã ăn cái đồng thì nó ra cái oxit đồng màu xanh, và còn lại là những cái vàng nó thành vàng cám vàng bột. Đấy các anh em có thể nhìn thấy những cái vàng cám vàng bột nó nằm trên đây. Đấy, cái nào vàng vàng ánh ánh đó chính là vàng nguyên chất luôn đấy, vì nó cái nào mà nó bị axit ăn rồi thì nó là không phải vàng, thì nó đã bị ăn rồi, sắt hoặc đồng nó ăn hết rồi. Còn lại những cái đọc lại màu vàng thì đó chính là vàng cám, và ta sẽ phải sử dụng chất để ta lọc, và cái giấy lọc là giấy này. Và ngoài ra thì ta phải sử dụng đến các cái loại axit như là clo, axit clo hydric và axit nitric, pha với tỷ lệ là 30% axit nitric, và nó tạo thành một cái nước người ta gọi là nước cường thủy hoặc là nước cường toan, để nó làm tan chảy vàng. Và khi mà ta cho cái đó vào những cái chân của các cái bo mạch điện tử này vào thì nó sẽ những cái chất vàng nó sẽ tan chảy ra vào cái nước đó, và ta sẽ sử dụng một cái bột gọi là bột lắng hoặc là bột đọng ấy. Ta bỏ vào nó sẽ phản ứng và nó đọng lại các cái vàng, và sau đó ta sử dụng cái giấy này, ta sẽ sử dụng cái giấy lọc này. Cái giấy lọc này ta sẽ lọc đây, ví dụ cái giấy lọc như này đây. Đấy, ta phải sử dụng cái giấy lọc này để ta lọc lại cái vàng, sau đó thì ta bỏ vào và ta khò nó lên, ta bỏ vào một cái bằng đất đấy, và ta sẽ khò nó lên thì nó sẽ được lọc khô lại và nó sẽ thành vàng như thế này. Đấy, tuy nhiên là các cái việc làm và liên quan đến hóa chất thì nó rất là nguy hiểm, và khi làm thì
nếu chúng ta không phải là chuyên gia thì chúng ta không nên làm. Chúng ta nếu không có am hiểu về hóa học, về các hóa chất thì tuyệt đối là không được làm vì nó rất là nguy hiểm. Và ngoài ra thì khi mà làm, kể cả có am hiểu về khoa học, về hóa chất ấy, thì chúng ta cũng phải trang bị bảo hộ. Thứ nhất là kính bảo hộ của chống bắn vào mắt, rồi mặt nạ phòng độc, khẩu trang mặt nạ phòng độc mà chuyên dùng để xử lý hóa chất ấy, rồi găng tay cao su cái loại mà chịu được hóa chất. Đấy, những cái thứ đó thì ta mới có thể ta làm được, và ta mới trích xuất được vàng như thế này. Thì các cái công đoạn để mà làm trích xuất vàng thì nó khá là phức tạp và nó khá là nguy hiểm, nên là mình không khuyến khích các anh em là làm theo. Mà đây ta chỉ hiểu là những cái gì để ta sẽ tìm hiểu qua các bước người ta làm thế nào thôi. Tất cả những cái thiết bị linh kiện điện tử mà nó có cái mạ màu vàng ấy thì nó đều là có cái chất vàng ở bên trong, với hàm lượng nhiều hoặc ít, có nghĩa là nó tùy theo từng cái hãng làm. Càng cái loại mà tốt, càng cái đời ngày xưa thì người ta càng mạ cái lớp vàng càng cao. Các anh em thấy đây là những cái chân nó mạ vàng ké này đấy, thì được thừa khi mình trích xuất sẽ ra khá nhiều vàng. Còn những cái mà nó bây giờ nó làm ấy thì nó những cái đồ điện tử thì nó mạ ít, hàm lượng nó ít vàng thôi, và nó có thể pha chế cái chất kim loại như là chrome hoặc là một số những cái chất khác thì nó đỡ tốn kém đi. Còn như ngày xưa thì người ta làm những cái chân lắp cắm đa số là bằng vàng, và những cái đồ mà càng bên nước ngoài làm như bên Nhật ấy, những cái nước mà sản xuất nó hàng tốt ấy, thì nó thường là có cái hàm lượng nó cao hơn những cái hàng tàu. Vậy thì ở đây thì như cái này các anh em thấy là mình đã, sau khi mình đã cho nó vào cái dung dịch axit thì nó đã lọc được cái lớp vàng ra, nó ra cái vàng cám rồi, và mình đã lọc cái vàng cám rồi, thì còn lại cái này là cái không phải có liên quan đến vàng nữa, có nghĩa là còn lại cái sắt và cái đồng ở bên trong đấy thì mình đổ ra ngoài và mình rửa đi, mình phơi khô thì nó như thế này để ta thử nghiệm nó như thế nào. Đây là những cái sau khi mình đã trích xuất vàng đi rồi thì nó còn lại là cái đồng và cái còn lại cái này, thì hôm sau thì mình sẽ dồn nhiều một thể và mình sẽ làm luôn một thể. Và cái này vì phải liên quan đến mua hóa chất và làm nên là nó khá phức tạp, nên là phải làm nhiều luôn một thể thì mình mới bỏ công. Và như cái chỗ đây thì chắc khoảng được tất cả chỗ đây thì chắc khoảng được 5-6 chỉ vàng thôi, nó không phải là nhiều lắm, nên là cái số lượng cũng không phải là nhiều, nên là mình chưa cần thiết phải vội làm, cứ để đó từ khi nào mà nó có nhiều thì mình có thể làm luôn một thể. Rồi vậy thì hôm nay mình cùng các anh em tìm hiểu về cái cách để chúng ta có thể là lấy được vàng, và ở trong những cái thiết bị gì thì có vàng, để anh em cùng xem. Và nếu anh em mà có ý kiến gì thì hãy comment cho mình biết ở dưới. Và cái video hôm nay thì mình chỉ là cho các anh em tìm hiểu đến đó thôi. Và các anh em nếu thấy kênh này hay và những cái chia sẻ của mình là có ích thì mong anh em hãy cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, và hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Và hẹn gặp lại các anh em ở trong các cái video sau. Cảm ơn các anh em và chúc anh em một ngày vui vẻ. Chào và tạm biệt các anh em.